con khát nước quá. Rồi rồi. Mẹ ơi, con khát nước nữa. Mẹ biết rồi. Bây giờ mẹ đun nước rồi, lát con nước uống liền nha. Dạ. Nhưng mà để nguội thì lâu lắm, tụi con khát nước lắm rồi. Thôi ráng chờ chút xíu đi, bây giờ mẹ chạy xuống mẹ mua nước cho tụi con uống liền nha. Dạ. Bây giờ mẹ đi nhanh nha mẹ. Rồi rồi rồi. Ủa? Em đi đâu mà như ma đuổi vậy? Thì nhà hết nước lọc rồi, em mới chạy xuống dưới để mà mua nước đóng chai cho tụi nhỏ uống nè. Không cần phải mất công vậy đâu. Bây giờ nhiều người đã sử dụng đầu lọc nước tại rồi, vừa an toàn cho sức khỏe mà còn tiện lợi nữa đó. Thì các anh, anh có mua cho em một bộ nè. Đầu lọc nước thành thánh, em lấy cho anh cái ly. Mẹ. Sao nhanh quá vậy anh? Anh chỉ mất 2 phút để lắp đặt đó. Liệu mình có an tâm không? Hoàn toàn yên tâm nha em. Đầu lọc 203X Turavino, sản phẩm đang được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản trong các dòng sản phẩm lọc nước uống tại vòi. Turavino thuộc tập đoàn Toray, tập đoàn lớn nhất Nhật Bản về công nghệ vật liệu trong ngành dược phẩm, y tế, bảo vệ sức khỏe, tài nguyên, môi trường, cho ra đời sản phẩm lọc nước tại gia đình MK203X. Nước máy trước khi đi vào bộ lọc sẽ được loại bỏ sơ bộ các tạp chất bởi một lưới thép không gỉ với kích thước lỗ 465 micromet đặt ngay tại đầu chia nước. Sử dụng công nghệ lọc tiên tiến theo tiêu chuẩn nước sạch Nhật Bản GISS320, lọc liên hoàn 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, lớp vải lưới không dệt, kích thước lỗ lọc 114 micromet. Giai đoạn 2, sử dụng công nghệ lọc kép, than hoạt tính và trao đổi ion, loại bỏ trì hòa tan trong nước, dư lượng chlorin, hóa chất độc hại và các mùi khó chịu trong nước máy. Giai đoạn 3, lớp vải lưới không dệt, kích thước lỗ lọc 114 micromet. Giai đoạn cuối cùng là lớp màng lọc sợi rỗng làm từ poly xun phông siêu mịn, được xử lý bởi công nghệ cao, tạo ra hàng triệu lỗ lọc với kích thước siêu nhỏ từ 0,01 đến 0,1 micromet. Loại bỏ hoàn toàn các tạp chất như nấm mốc, vi sinh vật, vi khuẩn, tảo, tổn dư hóa chất nông nghiệp, rỉ sét và các thành phần kim loại trong nước. Nhờ công nghệ lọc tiên tiến, nước sau lọc sạch tinh khiết nhưng vẫn giữ nguyên các vi chất như canxi, magie và các khoáng chất quan trọng cần thiết khác cho cơ thể. Thiết kế khoa học, dễ dàng lắp đặt, thích hợp với nhiều loại vòi nhờ có các adapter chuyển đổi, dễ dàng thay đổi chế độ lấy nước từ nước thường sang nước lọc và ngược lại. Lõi lọc có khả năng lọc tới 900 lít nước. Đồng hồ đo lượng nước nhắc bạn thay thế lõi lọc, tiết kiệm tới 30% lượng nước so với các thiết bị lọc thông thường khác do không có lượng nước thải, không cần sử dụng máy bơm và điện. Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản. Wow, vị nước thật ngon. Quả là tiện lợi, chồng của em là số 1. Nè con cảm ơn mẹ. À, đã quá. Đầu lọc MK203X lắp đặt dễ dàng, sử dụng tại vòi, an toàn, tiện lợi, phù hợp với không gian sống hiện đại.